Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Thiện Family Và hôm nay em xin chia sẻ đến với quý cô bác anh chị một cái món ăn vặt từ cơm nguội rất là đơn giản dễ làm nhưng mà rất là ngon Chỉ cần thêm một cái gia vị này thôi thì sẽ làm cho cơm nguội nó có cái vị giống như cá viên chiên vậy đó Rất là ngon và chai hay mặn là đều dùng được hết á cái món này thì nó giòn giòn, dai dai, mà ăn thì rất là lạ miệng. Để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời quý cô bác anh chị hãy cùng vào bếp làm với em nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị 130 g cơm nguội. 130 g cơm nguội này được 2 phần chén gần đây. Và 70 g bột mì tương đương với 1/3 chén. Hai muỗng canh bột chiên giòn. Nếu như mà không có bột chiên giòn thì mình sẽ thay thế bột mì luôn cũng được ạ. À hai cây hành lá ở đây hành lá em trữ đông còn quý cô bác anh chị có thể dùng tươi và một quả trứng gà nếu như mà ai ăn chay kiêng trứng gà thì mình sẽ không bỏ trứng gà cũng được còn không ăn chay thì mình bỏ trứng gà cho nó ngon cho cơm vào máy xay sinh tố sau đó thì sẽ cho bốn muỗng canh nước lọc vào và mình xay thật là nhuyễn xay mịn giống như thế này là được ạ à. Nếu như mà ai không có máy xay thì mình có thể uh, cho vào một cái túi và dùng uh, chày mình giả. Mình giả thật là nhuyễn Nhưng mà nhã thì để cho nó nhuyễn thì cũng rất là mệt Cho 70 g bột mì vào 2 muỗng canh bột uh, chiên giòn Cho một gói gia vị mì tôm vào gia vị mì tôm này nó có cái mùi rất là thơm và rất là đặc biệt khi mà cho cái gói gia vị này vào thì cái cơm nguội của mình nó giống như là cá viên kia chiên vậy đó cho 1 phần 2 muỗng cà phê bột nêm 3 muỗng canh dầu ăn hành lá và vài hạt tiêu hạt nếu như mà thích còn nếu không bỏ tiêu hạt cũng được ạ à. và 1 phần 3 muỗng cà phê tiêu xay và cho vào một quả trứng gà nữa lúc nãy em cho trứng gà vào thì nó bị đứng máy và mình trộn đều để cho cái màu nó được đẹp á, thì mình sẽ cho thêm nửa muỗng cà phê bột à, nghệ để cho cái màu nó được đẹp và hấp dẫn và bột nghệ thì cũng rất là tốt cho sức khỏe nhưng mà nếu ai không có bột nghệ thì cũng được không có sao hết và khi mà mình mà trộn rồi á, mình cảm giác mà bột nó hơi ướt á, thì cho thêm vào hai muỗng canh bột mì nữa còn đừng có để cho nó khô quá phải buộc phải hơi nhão nhão còn mà khô quá thì sẽ làm cho cái món ăn của mình nó hơi bị khô để cho dễ tạo hình thì mình sẽ chuẩn bị một ít dầu ăn và rửa tay thật là sạch sau đó thì thoa dầu ăn lên tay và lăn hình tròn đây là cách thứ nhất còn cách thứ hai thì mình có thể dùng một cái túi bắt kem hoặc là túi ni lông mình cho bột vào và cắt một khúc cho vừa với hình tròn và mình sẽ nặng bột xuống và dùng kéo cắt từng khúc từng khúc nhưng mà cách thứ hai đó thì cái món ăn của mình nó không được tròn trịa nó không được đẹp nó chỉ nhanh thôi và khi mà mình chiên thì mình nhớ bật lửa cực kỳ nhỏ nhỏ nhất luôn để mình vừa bắt vừa chiên cho nó vừa chứ còn mà lửa to quá thì dễ bị cháy và khi mà chiên nó hơi vàng như thế này nó vàng như thế này là được rồi thì mình sẽ vớt ra và mình dùng chung với sốt mayonnaise và tương ớt thì cực kỳ ngon luôn chiên xong thì mình nên dùng liền để cho nó được giòn nó sẽ ngon hơn nếu như mà quý cô bác anh chị thấy chia sẻ của em hay thì nhớ đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo